Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Chị Năm hả? Chính nè. À, trời ơi, cái vụ bữa nhờ chị sao rồi? Kiếm dùm cái nhà ngoại cảm gì tới coi dùm cái nhà tôi sao nó bị cái gì giống như là ám hay sao không có ai lui tới, bạn bè xa lánh. Tình yêu thì cô quạnh đó, nhớ không? À, sao? Trời ơi, sao hứa hoài vậy chị? Ráng giúp dùm tôi đi nha, tôi cần lắm. Có gì gọi tôi nha. À, rồi, trên cảm ơn. Đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rỗi cả nùi. Trời ơi, thằng cha Tư đa tình này đó, hàng xóm đó mà ngày nào cũng hát cái ba cái nhạc đâm ban của nhà mình, nhức đầu đang rối rồi cứ hát gì hoài. Xuân đến mang cho một niềm riêng, đất mẹ máu bình yên. Trời đất ơi, mày hát gì mà hát tầm bậy vậy hả? Hát gì mà hát hoài vậy? Im đi, không hát nữa. Hát nữa đi tớ lỡ ngày kia sống nó càng rồi đã nó mòn từ 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 từ. Trời ơi, hát cái gì kỳ vậy? Mày ngồi mà bước qua đây, bước đây nói chuyện tao nè, đồ già suy mưng. Chữ ai già suy mưng? Tao có miệng tao hát kệ người ta, sao vô duyên vậy? Tôi hát bên nhà tôi, bữa hát nhà ông hả? Trời ơi, tôi đang có chuyện, tôi rối não lắm rồi, hiểu cái chưa? Chuyện ông có chuyện là chuyện của ông. Hàng xóm láng giềng có ai chơi với ông đâu, tôi cũng đâu có chơi. Ông có chuyện gì kệ ông. Nè, vô duyên. Có chuyện gì thì không cần biết. Nhưng mà mày hát từ đó, mày mua cái dàn karaoke về mày hát giọng ở đây hả? Không để ai ngủ nghe gì hết trơn á. Bởi tao nói mày nhiều chuyện quá. Nếu mày không thích mày đóng cửa lại. Gì? Mày đừng nghe. Mày lấy bông gòm mày nhét lỗ tai lại, mày đừng nghe. Người ta hát đó là chuyện của người ta, sao mày lãng xẹt vậy trời. Lãng cái gì? Cái gì mà hát nhạc đàng hoàng á, không nói. Hát ba cái nhạc gì tào lao. Bây giờ nè, nhạc đó mà tào lao. Sao nhạc tào lao? Bao nhiêu năm trời người ta vẫn nghe mà tào lao. Nhưng mà bây giờ xã hội tiến bộ rồi phải không? Mày phải hát cập nhật mỗi ngày. Mày hát những cái nhạc mới bây giờ, thịnh hành bây giờ, hiểu chưa? Nè, mày lớn tuổi rồi, mày phải hát những cái nhạc cho mình thấy mình trẻ trung lại, hiểu không? Cái tâm hồn mình nó trẻ lại. Hát ba cái nhạc gì buồn thảm gì cũng hát. Tôi không tân tiến như anh. Anh làm ơn cho tôi vài bài được không? Cái đề tài mày thách tao nha. Ờ. Nhạc bây giờ hát một cái là hiểu liền. Hay. Thấy chưa? Nghe là thuộc liền. Ờ, hát thử coi. Mày nghe bài này nè. Ờ. Tình mình như cái ly bể, tình mình vung vơ thế sao, đập vào tim anh thật đau, đập vào tim em thật đau, đau quá, đau ơi là đau. Áu. Hát cái hiểu liền. Mày hát gì khó hiểu, suy nghĩ động não, nhức nhuỗn não, hiểu chưa? Cái hiểu hay không á thì về nhạc thì tôi chưa nói, cái động tác của anh là tôi hiểu rồi đó. Gì? Anh đang luyến tiếc lắm đúng không? Luyến tiếc cái gì? Đụng vô mà đâu còn gì. Tào lao ba cái nhạc gì, tình mình như cái ly bể. Tào lao, cái ly đó là quánh vô mặt mày cũng đau nữa chứ đừng nói. Hát vậy mà cũng hát những cái bài hát tình cảm, hát ra người ta nghe trời ơi, hình tượng nó đẹp, thật đẹp. Tình cảm cái gì? À, đây, tình cảm đây, nghe tiếp nha. Có luôn hả? Còn ngắn gọn hơn nữa. Hát đi. À, khi đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh. Khi đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh. Khi đôi ta hết yêu... Này cập nhật tin tức cũng lẹ thiệt á. Mới về đây mới thấy trên mạng đây, giờ nằm đây rồi. Khi sao? Đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh rồi. Trời ơi, nhục nhã vậy mà mày cũng làm được hả? Cái gì nhục? Mày đòi quà lại mà mày nhục nhã mày cũng làm được. Hát vậy mà hát, phải hát như đây nè. À, hát mà tâm hồn nó phải lắng động trở lại. Khi người ta nghe từng câu, từng chữ người ta thấm rồi người ta mới thấy đã. Nói không à, ha? Không có thấy. Đây, nha. Mời bạn nghe nha. Quê hương dân tộc thôi. Anh đứng bên đây sông chờ trong mù u chưa chín, em đứng bên kia sông chờ trong mù u nó chín chưa. Mù là mù ăn mấy, mày ăn chưa chứ tao ăn rồi. Mày hát tào lao hả? Tao mà không chuẩn đúng lúc mày giết, mày giết hết trời đất nhà hả? Mày ăn cái gì hả? Lộn. Tào lao. Tao lộn. Lộn con khỉ. Ăn gì kệ mẹ tao.
bị vô duyên. Ta nói ta chỉ hát là mày ăn chưa chứ tao ăn rồi. Nhưng mà đó vẫn là âm nhạc, thấy chưa? Thôi tao không có nói vụ âm nhạc nữa. Thôi hả? Nè gì mày nữa nha, mày nói mày là bạn tốt sáng láng giềng tốt phải không? Mày đi ra mày chợ mày ra rêu ra mày nói tao là nào là cái gì cái đó bủng xỉn sống ích kỷ hả? Nè tao chưa nói nha, cái ngày tất niên của bà nhà bà Năm bà tổ chức á, mày lén mày bỏ thuốc sổ vô ly bia của tao làm tối 23 đưa ông táo thì tao đưa đâu có được, băng phổ bông cả đêm luôn. Ủa vậy hả? Chứ còn gì nữa? Ủa hèn gì tao thấy điện nhà mày sáng trưng mà không thấy mày đi qua đi lại mà nghe toàn tiếng pháo không? Mày còn nói nè, ăn Tết sớm quá vậy con. Trời ơi trời, cái đó là tại mày, mày ăn ở sao tao ghét người ta mới bỏ thuốc sổ vô bia mày. Nè còn nói nữa, tao mới nói hồi nãy ha. Vậy? Mày á, mày đi mày rêu rao mày nói tao bụng xỉn lắm hỏi kỹ hả? Bụng xỉn cái gì nữa? Bụng xỉn gì? Bà con hàng xóm có ai nhờ được mày gì không? À, cái cây rụng cái lá qua nhà tao biểu mày chặt cái nhánh cây đi, mày cũng sợ, mày nói ủa cây của tôi nó xà qua thì chịu khó lụm lá đi, mày sống vậy mày sống với dế chứ mày sống với ai? Chưa hết nữa nha. Vậy mày còn đi rêu ra mà nói tao già mà vô duyên tới giờ này không có vợ ha, ha, ở dơ cho nên không có gái nào theo, có không? Cái đó tao không có nói nha. Cái nói à, tao chỉ đồn thôi chứ tao không có nói, tao đồn cho người khác nói. Ôi hàng xóm mày thôi nha. Không phải, tao không có đồn, tao không có đồn bằng miệng, tao viết giấy tao gửi qua nhà khác. Mày đánh quá ha. Chứ ăn ở không làm gì quẩn mà. Nhưng mà nói nghe nè, cái chuyện đó có chứ không phải là không. Tao sao? Hỏi mày nè, ở gần xóm mà tao thấy rõ ràng, cái bộ đồ mày mặc tuần lễ mày không giặt, 7 ngày mày mặc có một màu một, mày mặc sặc sỡ quá tao để ý tao thấy liền. Thấy không? Ước mơ của mày là tao biết rồi, mày ước mơ thành con cú đúng không? Tào lao. Ước mơ là mình thấy thành con công con phụng mới đẹp. Tôi nhớ ước mơ làm con cú. Thì đó, ước mơ ở giờ mới thành con cú đó. Tao không có giỡn với mày, tao ở giờ nào? Giỡn gì? Hả? Đó, vậy chứ mày mua xà bông về làm gì? Mỗi lần giặt đồ thì mày nói là thao xà bông. Đó, đó thấy không? Còn bụng xỉn là không, ở chuyện này mày biết nè. Bạn gái tới nhà, đó, mày mời nước, mày sợ là hao nước. Hao nước. Ở đó đúng không? À. Thì bụng xỉn là đúng rồi. Chưa đâu, bà con còn đồn ghê lắm. Đồn gì? Bà con còn đồn mày hả? Không có vợ tại vì mày là bán xà bông. Bán xà bông là gì? Là bóng xà bang đó. Nè, mày giải thích cho rõ ràng nha mày. Bóng xà bang là sao? Mày bóng xà bang là mày bê đê đó. Sao cái mặt mày cũng không hiểu hả? Chưa hiểu lắm. Bê đê đó, tiếng Tàu người ta kêu là nã duyền, tiếng Thái người ta gọi là cà thơi, tiếng Anh người ta kêu là gay. Đó, ở ngoài Bắc gọi là đồng cô, đó, ngoài trong Nam gọi là bóng, đó, mà tiếng Trung gọi là lẹo cái. Đó. Mày... à, đứng sao lẹo cái nào mày? Mày không lẹo cái sao mày không có vợ? Mày đừng có nói tao ha. Sao? Mày nhìn lại mày đi. Giờ này mày cũng đâu có ai đâu ha? Mày đặt. Xin lỗi mày, tao không có vợ là tại tao sống theo di chúc của má ta, theo lời dặn của mẹ ta. Dặn gì? Trời, mẹ ta dặn trước khi chết, mẹ ta nói rồi: con ơi, không có mẹ bên cạnh, con đang tuổi lớn, nhớ giữ trinh tiết. Thì gớm. Vậy là tao ở vậy luôn. Chưa có bà mẹ nào mà nói con mình phải ở giá cho mày, đừng có tào lao mày ơi. Nói mày nói cũng phải. Đó sao mà tự nhiên tao cảm thấy nó lạ lạ. Rồi trước khi ba tao qua đời, tao cũng hỏi ba tao, nó hồi đó lúc đó có ba ngồi bên cạnh mà sao mẹ dặn con kỳ cục tới giờ này con không dám lấy vợ. Ông nói dặn cái gì? Nói là con nhớ giữ trinh tiết. Ông nói ờ đúng rồi, mới tự tới chữ giữ trinh tiết là mày chạy mất tiêu rồi, còn ba chữ sau nữa là vài năm thôi. À, thiếu có ba chữ thôi mà ở giá tới giờ. Đó cho mày ha, nhưng mà tao nói mày nghe, bây giờ cũng đâu có muộn gì đâu, hiểu chưa? Mày vẫn tiếp tục kiếm lập gia đình được mà. Ôi mày cùng tuổi với tao mà, hai đứa mình biết rồi, giờ nó quéo cò mẹ hết rồi, lấy về chi nữa. Còn lâu mày quéo tao không quéo mày. Chưa chắc hả mày. Thôi nói chuyện mày mệt, tao về tao chuẩn bị gói bánh tét mai cũng. Đồ cái thứ, nhìn là biết ế chảy nước rồi. YouTube ha, YouTube. Thu cái gì mày? Nhiều chuyện ở cạnh nhà hàng xóm nhức đầu. Alo. Hả? Chị Năm ơi, sao đây chị Năm? Cái gì?
khó rồi hả? Hay quá. Chị nào tới. Tôi xíu đó hả? Cảm ơn. Khổ lắm. Từ hồi mẹ còn á thì hàng xóm lui tới thường xuyên thăm viếng. Từ hồi bà mất á tự nhiên biến hết trơn, không còn ai hết trơn. Cũng tại mình nữa. Chắc là do kinh tế nó xuống, làm ăn không được. Cho nên là bạn bè từ từ nó xa lánh. Mà phải chi mình đâu. Có nhiều người ta làm ăn được lắm chứ. Bà Ngọc Quang bán hột xoàn nè, lần bán cái bụm vậy đó. Người ta tới thấy hột chút xíu à, nó trầm trồ khen ngợi trả giá cả mấy chục ngàn, trong khi hột tôi bị lớn nha. Không, nhìn cái chê nó sượng. Hột mít. Khổ lắm, bây giờ cái kiểu này chắc sang năm là phải mới là phải đổi buôn bán hột é thôi chứ. Hột mít buôn bán kiểu này có ngày dân chúng là than phiền chết luôn à. Ăn mít mà đâu có tốt. Kẹt. Hello. Ủa? Chào con. Nghe đồn ở đây đang cần người phong thủy. Ta được sự giới thiệu của bà Năm Trang đây để xem đây. Wow. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Con chào thầy. Xin lỗi anh, tôi không dạy anh một ngày nào. Ông bà ta có câu một chữ cũng thầy, hai chữ cũng thầy. Tôi chưa dạy anh chữ nào thầy mẹ gì. Dạ. Con chào cô. Mắt mày mù à? Cô thì ít nhất nó phải có ít hoa trên người chứ. Người ta gọi là nhũ hoa, mày hiểu không? Từ trên xuống dưới như cái sân bay thế này thì cô làm sao? À, như vậy thì con xin chào ấy à. Xin lỗi anh, tôi được sinh ra từ một gia đình, từ một gia tộc, từ một ngôi nhà có cha sinh mẹ đẻ. Thế người ấy thì phải có tên, có tuổi, tại sao lại gọi là ấy? Ấy là khi nào người ta đau bụng, người ta đi vào trong chỗ kín đáo, người ta gọi là đi ấy. Thế không nhé, mỗi lần người ta vào đấy, người ta lại gọi tên tôi à? Ồ vậy thưa, con phải xưng hô sao cho nó đúng đây? Cứ gọi là cậu đi. Dạ, con chào cậu. Cậu chào con. Dạ, cậu thế ơi. Thế con đã chuẩn bị hết chưa và cần xem những gì? Dạ, nhà con lúc này sao ít người lui tới. Tình duyên thì cô đơn hiu quạnh quá. Nhờ thầy cô giùm coi nhà con có bị ái ám không vậy? Không những nhà anh bị ám mà cả anh cũng bị ám nữa đấy. Để thầy xem hết cho. Chuẩn bị đồ lễ hết chưa? Đồ dạ. Cúng đâu? Dạ, cô chuẩn bị xong rồi. Mang ra đây. Dạ vâng. Đây, lễ vật cúng đầy đủ hoành tráng. Coming up. Đầy đủ hoành tráng là tốt rồi. Dạ. Mở ra đi cho ta làm pháp sự. Thôi mày ăn mẹ nó hết đi. Mẹ tinh sư mày, mày cúng thánh thần, mày cúng một quả chuối này á. Mày bốn chỉ nó cũng vừa phải thôi chứ. Cậu ơi, cúng nguyên nãy nó chín cùng một lúc ăn sao hết. Cúng chai nào ăn chai đó thôi. Thế mà người ta không đồn là lạ đấy. Thế mày còn hương đâu? Dạ đây, đầy đủ. Có mỗi một cây thế à? Dạ vâng, đốt nhiều quá khói bị dị ứng. Rồi. Này. Dạ. Thôi mày tự thắp đi, mẹ ta thắp tao nhục lắm. Từ xưa giờ thắp toàn 3 cây. Hôm nay gặp thằng này thì thôi 1 cây. Dạ. Thế hôm nay mày khấn đi để thầy kêu người về thử xem nào. Dạ. Oh no. Cái gì đâu? No. Về đông lắm, mày khấn sao mà về đông lắm? Hay quá. Về chật hết cả sân mà đi hết rồi. Ủa sao vậy? Nó bảo vào đây ăn một quả chuối thì có chó gì mà ăn, đi hết rồi. Bây giờ sao cậu? Thế thôi, thần thánh là không về rồi đấy. Mày kỳ khấn dòng họ mày đi. Dòng họ mày đôi khi người ta thương thương nể nể mày, còn có người về chứ thần thánh là sợ mày chạy mặt hết rồi. Dạ.
Xin chào mọi người. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ghê vậy. Sao có oh yeah trong này nữa? Có một vong nữ sắp về. Mà tao ép quá, tao phải ép mới chịu vào, nhất định không vào, kinh chưa? Mày ăn ở thế nào mà nữ còn phải chạy? Dạ ép được không? Oh yeah. Oh yeah. Come on baby, oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Sao cậu? Sao cậu? Có vào không? Vô rồi. Dạ ai đây? Mẹ mày. Cái gì vậy? Cái gì cậu chửi con? Ồ, mẹ con đây nè con. Mẹ là mẹ của con. Phải không? Con khỏe không? Con thấy giọng lạ lạ vậy? Mẹ mày mà mày không nhận ra hả thằng mất dạy? Hả? Tao giả gãi răng với mày hả? Mày nói chuyện mẹ mày, mày hả hả mày? Sao con hả với mẹ vậy con? Tôi nhìn thấy lạ lạ. Thôi được. Mẹ, tại vì mẹ mượn xác của cậu này mẹ vô thôi nên con không nhận ra mẹ. Nhưng khi mẹ nói chắc chắn con sẽ nhận ra mẹ. Bởi chuyện này chỉ có mẹ và con biết thôi. Dạ chuyện gì? Con hay cúng chuối xanh cho mẹ ăn hàng tháng đúng không? Wow. Dạ đúng vậy. Ừ, bà nội cha mày tại sao chuối chín mày không cúng? Mày cúng chuối xanh, mỗi lần mày cúng chuối xanh là tao phải chạy sáng nhà, sáng cửa. Ủa sao vậy mẹ? Chạy phải đi kiếm bánh tráng, thịt heo, rau sống, chấm mắm nêm. Chứ chuối xanh ăn giọng cung mày á gì được mày. Tội nghiệp quá. Mà con thấy đó, người ta đốt là đốt nhà, đốt cửa, đốt vàng, đốt tiền. Chứ đâu có ai đốt mắm nêm, rau sống đâu. Mùa cái đó dưới đó căng lắm con ơi. Ừ. Còn thiệt. Chưa hết đâu. Khổ, thiệt là khổ. Còn cái gì nữa? Còn nữa. Dạ. Mẹ nói cho con nghe, sở dĩ nhà này không có ai lui tới là tại cái tính bụng xỉn và sống tự kỷ của con. Mày sống hàng xóm không ai ưa thì ai tới với mày? Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Con không biết người ta, người ta đâu cần biết tới con, hiểu không? Ông bà mình có câu bà con xa không bằng láng giềng gần. Tại sao có một người đẹp trai như thằng Tư bên kia tính tình hiền hậu, sao mày không chơi với nó? Thằng Tư là Tư cà chớn chứ không có đàng hoàng đâu. Cà chớn quýnh chết mẹ mày chứ cà chớn. Mẹ nghe mẹ tức quá, mẹ muốn đánh con luôn à. Mẹ nói mà con dám cãi lại mẹ, nó dễ thương lắm đó. Nó hát khùng khùng vậy chứ dễ thương lắm đó con. Dễ thương chỗ nào? Phan Phan. Alo. À, Tư Tình nè. Lấy bánh tét hả? Tối nay vớt đem qua cho. Trăm đòn phải không? Rồi. Mới 29 mà lo gì? Ngày mới còn 30, chưa 30 cúng được rồi. Mẹ nè con. Mẹ cái đầu mày thằng Tư. Tao thấy mày gãi tao nghi rồi. Mày chuyên môn gãi chỗ này. Đúng không? Mày nghĩ sao vậy? Mày giả, mày để ô kiếm, mày đổ tóc giả. Mày ăn mặc không giống ai. Mày vô, mày chửi tao, ha? Bạn bè gì kiểu kỳ cục đây, ha? Qua tao chửi mày là đúng rồi. Chửi gì? Không thôi để mày tốn tiền. Mà mày còn mang nhục nữa. Dụ gì? Tự nhiên mày kêu thầy phong thủy về chơi. Hả, mày kêu thầy phong thủy về á. Mấy ông là gặp mấy ông đàng hoàng không nói gì. Gặp cái thứ lường gạt là mày tốn tiền. Thấy chưa? Còn mày qua, tại sao tao sợ mày nhục? Sợ mày nhục là chưa có ai cúng mà gì khốn nạn như mày. Mày coi mày cúng à, nửa cây nhang, cây đàn cày. Ủa, nửa cây đàn cày, cây nhang, trái chuối. Mày cúng ai ăn? Thứ gì? Chuyện của tao mày, không cần mày xía vô. Tao qua tao mới nói với mày á. Tao giả mẹ mày để tao nói chuyện đó với mày á. Không có ai ám mày hết trơn á. Mày tự ám mày thôi. Có người mày, mày không biết à, mày không biết giao du với mọi người thì ai dám giao du với mày. Cuộc đời mày á, sẽ chết trong cô độc. Thứ mày vậy, thiệt. Kệ tao. Ê, bạn bè, ở kế bên xóm. Mày đau bụng, mày bắn pháo bông cả đêm. À, mày cũng không dám kêu ai. Mày tiết kiệm, mày cũng đâu có mua thuốc đâu. À, tao thấy tội nghiệp, tao đem bịch thuốc. Bữa đó mày có uống bịch thuốc trên đàn không? Có. Bà nội mày của tao đưa đó.
Tao nói cho mày nghe, không phải tao bỏ thuốc sổ vô bia cho mày uống đâu. Bữa đó là ăn tất niên ở nhà bà Năm ha. Rồi bữa đó bà nấu chè làm sao á, rồi ăn cả xóm bị hết. Tao cũng bị mà, nhưng tao bắn ít hơn mày. Còn mày thì lúc nào cũng rình rạch tao hết trơn á. Rình rạch gì? Mày nói đúng mà. Mày ra chợ mày nói tao á, cái đặc điểm tao là gì mày nhớ không vậy? Ủa thì cái đó đâu đâu cần người trong nhà mới biết. Tại mày cứ tiết kiệm, mày sợ tắm ở trong nhà mày tốn đèn, tốn điện. À, mày ra hàng rào mày tắm hoài tao thấy thôi. Tao thấy tao mới phe người ta thôi. Mày phe gì? Đâu có, phe nhẹ nhẹ thôi à. Phe gì? Cho nói từ xưa giờ một cốc nó biết nổi ghê. Nó nổi trên cái núi đằng sau khe nước của mày. Ở đâu? Ở trên cái mông mày đó. Mày im ra mày. Tao cấm mày đi nói rêu rao. Thôi đơn giản này thôi. Nha, mày có chơi với tao không chơi gì cũng vậy. Tao chỉ nói mày một cái điều là tao đuổi ông thầy gì của mày về rồi. Thằng cha đó lường gạt hết cả cái xóm này rồi. Tao qua tao giúp mày thôi. Còn tin hay không là chuyện của mày. Chơi với hàng xóm hay không đó là chuyện của mày. Sau này mà cô độc thì em hại mày ha. Tao đi về. Đứng đây. Mày làm gì? Mày ngon quýnh đi. Ngon quýnh đi, tết nhất chơi luôn rồi mày. Mày cho không? Tao nói mày hai câu thôi. Nói đi. Tha lỗi cho em đi anh tao. Cho ôm mấy coi. Trời ơi, con bán xà bông. Mày bóng thiệt rồi đó. Giỡn chơi thôi à. Mày đừng nói cái gu của mày là tao nha. Tao chết liền á. Không, tao nói thiệt, tao khuyên mày câu vậy thôi nha. Thôi cảm ơn bà nha. Bà con láng giềng á phải sống đàng hoàng. Rồi, ta thương. Hiểu rồi, nhờ được. Anh nói bữa nay tôi mới sáng mắt ra. Mấy gà của mày tao nhốt ở nhà tao á. Chứ còn gì nữa? Đúng rồi, mày không có đóng chuồng, đóng gì á. Mày để ở ngoài, tết nhất mấy đứa đi ăn cắp á. Hèn gì, tôi tưởng là bị ăn trộm rồi đó chứ. Tào lao. Ở bên cạnh mày mặc dù tao không làm gì cho mày, nhưng mà tao lo mấy cái việc lặt vặt vậy được rồi. Thôi nha. Vậy là tao vui rồi đó. Bữa nay tự nhiên tao vui vẻ sợ tao muốn hát. Săn săn ai săn đá về. Thôi nhanh đi. Hát hoài. Bây giờ tết, bây giờ chúc bà con cô bác một câu đây. Chúc à? Ừ. À, bây giờ tức cảnh sinh tình. Nói luôn phải không? Nói luôn. Coi như là xuất khẩu thành thơ. Chúc bà con hàng xóm đi. À, mừng xuân Giáp Ngọ, kính chúc trăm họ mọi việc an khang, sung sướng giàu sang, tiền vô chi nước, sức khỏe dồi dào, công toại thành danh. Chúc mày mừng. Đọc tào lao, mày phải theo thơ của tao mới đúng. Ví dụ đi. Tiền vô như nước, già thì hưởng phước, trẻ đẹp long lanh, công thoại danh thành. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Thôi vậy này. Tầm mấy tầm ba. Thì me chua lè vậy ta là. Happy New Year. Happy New Year. Trời ơi, chúc mừng mày. Năm nay là năm của mày đó. Làm gì vậy? Mày già mà mày ngựa quá. Không nhận mình thông minh, không giấu là đói rồi. Có thùng mì gói thì cú đói cũng đỡ. Ủa, trống trơn vậy? Trời ơi, không còn được một cọng. Thằng này nó đảng hậu thiệt mà, dám chơi trên cha của nó. Thiệt là không có ngờ có một ngày mình thê lương như bữa nay. Đường cùng như vậy mà mày còn nói không thê lương là sao? Chưa có tới đường cùng đâu, sắp sửa tới luôn rồi. Ba suy nghĩ đi, hồi nãy con hả đi ra ngoài đường á, con gặp ông Sáu Râu. Ông chỉ cho mặt con, ông nói ba mày giật hụi tao một năm nay không trả rồi. Bây giờ mày về mày thông báo với ba mày, tao sẽ qua tao đốt nhà ba mày. Trời ơi, tụi mày trả lời sao? Con mới nói bây giờ chú muốn đốt cứ tự nhiên qua đốt, khỏi cần thông báo. Sao mày nói chuyện vậy? Bây giờ con thấy cái nhà này không phải là nhà của mình. Ngày xưa nó là nhà của mình và bây giờ ba tiễn nó đi bằng số đề rồi. Bây giờ người khác làm chủ rồi. Bây giờ là quyết định là cho người ta, cho mình mướn. Bây giờ muốn đốt là đốt nhà người ta, không phải đốt nhà mình. Vô tư. Mày nói tao mới nhớ. Đúng là ông trời ông có mắt mà. Trời ơi, tôi ăn ở nhân đức như vậy nè mà bắt tôi nghèo hoài à.
Người ta nhà nghèo rớt mùng tơi, còn nhà của tôi á không có cái mùng tơi mà rớt nữa. Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng câu. Bà Linh ơi, bà không có quyền hát bài này. Bởi vì ba sinh ra không phải là con nhà nghèo, ba sinh ra là con nhà giàu. Ngày xưa ông nội để biết bao nhiêu tiền của lại vì số đề cờ bạc mà đi hết ra ngoài đường rồi, con mới có quyền hát bài này. Con sinh ra là con nhà nghèo luôn, trắng tay luôn. Ê, không có hổn nha mày. Nhà này phải có trên có dưới à. Tao đẻ mà ra mà không được quyền la tao mà mày. Con không có dám la ba. Sách có câu á, tại gia tòng phụ. Ngày nào mà còn ở với tao á, tao làm cái gì mà đã phải làm theo cái đó. Hay quá, cái câu này hay quá. Con mà làm theo ba, bữa nay đôi dép này ra đường luôn rồi. Ba nghĩ sao vậy? Đây là con nói thiệt với ba, vì cái cảnh này mà con phải chịu nhục nhã với người ta. Mày nhục cái gì? Con đi qua nhà cô Tám con mượn gạo. Con năn nỉ cô Tám cho con mượn một lon gạo, con nấu cháo đi, coi như là cô cứu một mạng người bằng xây bảy nóc phù đồ. Cô làm ơn cô cứu khổ cứu nạn một lon thôi. Ba chỉ trong mặt con, ba mày thiếu tao 20 kg chưa trả rồi. Xong con mới nói 20 kg cô cho mượn được, không lẽ một lon cô đành đoạn không cho sao? Bà nhất định không cho ai. Xong rồi bằng cùng xin đạo tặc ba. Sao? Con phải lừa bà. Mày lừa sao? Con nói cô Tám ơi, cháu bà bị đụng xe, bà vừa chạy ra đường con hốt hai trái bầu con chạy. Có khách tới rồi, nhà không có ăn mà còn mời khách. À, không có. Tao nghe kỹ rồi, tiếng thằng Sáu Quýt. Sáu Quýt là ai? Xã hội đen. Trời ơi, đàn em có chửi nợ tao. Tao nói mày nghe, bây giờ tao vô bếp trốn nghe không? Nói vô mày đừng nói tao có nhà nghe chưa? Ê, còn nhà sao? Còn con sao? Kệ mày. Ba. Quan tài có đâu? Quan tài có trong không? Mày đâu? Ở đây không phải chạy hòm, không có quan tài. Tao hỏi ba mày đâu? Ba con đâu? Ba mày đâu? Trốn rồi. Trốn đâu? Trốn đâu? Trốn rồi. Trốn đâu? Dưới bếp chứ đâu, ở đây đâu có chỗ trốn. Lôi nó lên mày. Dạ. Đừng lôi, gia đình này không có hành động lôi kéo, để mời đi. Mời ba ra có khách. Ba mẹ mày, thằng bất thiếu. Đứng thẳng lên cho anh hùng. Anh Quýt. Mày tính trốn tao mày? Dạ đâu phải trốn. Dạ. Làm gì á? Dạ. Quan gặp Quýt quýu quá. Anh Quýt ơi, thông cảm cho em đi. Trời ơi, trong nhà bây giờ có con gà mái tơ nuôi còn nổi mới lụt chấm muối tiêu rồi. Cho tôi khóc món nợ vài ngày đi anh. Xít đâu nữa mày? Chú, còn lại chú. Nhà còn có cái tivi. Chú để cho ba con coi phim Hàn Quốc đi. Ông ái mộ cái thằng tài tử chơi song vong mà ông giữ cái tivi lại. Chú làm ơn để lại cho ông bàn đề cũng được. Dẹp đi. Quang. Dạ. Mày thiếu nợ đại ca ta bao nhiêu cây vàng mày nhớ mày? Dạ nhớ. Lúc mượn 10 cây. Ừ. Tiền lời cắt cổ là. Hả? Bây giờ không. Tiền lời nhẹ nhàng. Vốn lẫn lời là 22 cây. Rồi mày tính chừng nào mày trả? Dạ chắc tới đời con em trả mới nổi quá. Ba. Cái chuyện mà cứu ba thì con sẽ cứu. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Bây giờ đó, đời của ba ăn mặn thì ba đừng có bắt đời con khát nước. Rồi bắt đời cháu ba phải đi tiểu tội nghiệp đó. Con lại chú, con chỉ cho chú một cái chiêu. Chú bằng bất cứ thủ đoạn nào mà chú có thể lấy được số nợ này thì con mời chú lấy. Chứ nếu chú bước ra khỏi nhà này, con nói thiệt chú, con xuống tóc con đi tu là khỏi có ai trả nợ cho chú. Dạ mày. Ở đây ca. Dạ Sóc Quýt đây. Sao? Thằng chủ tiệm vàng Kim Tâm nó giật đại ca luôn 15 cây nó không trả hả? Bây giờ đại ca muốn sao? Chặt tay nó hả? Chặt tay nào? Nó thuận tay trái hay tay phải? Tay trái phải không? Chuyện nhỏ.
Được, em đi liền. Ê. Dạ. Bây giờ tao đi nó xử chủ tiệm vàng Kim Tâm. Dạ. Sau rồi đó tao quay trở lại nó xử mày, ok? Đi mày. Cái tiêu huy. Cái. Trời ơi. Bàn tay nằm ngon ba vẫn kêu xa. Ba ơi, tiệm vàng Kim Tân có 15 cây thôi mà nó quất hết một màn. Ba tới 22 cây chắc nó quất luôn một cặp luôn rồi. Bây giờ sao con? Bây giờ ba trốn đi, nhưng mà ba đừng có trốn dưới bếp, con bức xúc con cũng chảy ra. Sao con đâu? Bây giờ ba qua nhà bà Chính ba trốn đi. Bà Chính là con thiếu nợ luôn. Trời ơi, vậy nguyên cái xóm này ba thiếu nợ hết rồi, chỗ đâu ba dung thân đây? Tôi đau quá. Giờ... Mà cũng tại ba không? Tại tao sao? Ông nghĩ sao vậy? Ông nghĩ sao mà ông đặt tên con tên Tài vậy trời? Ba tên Quang chưa đủ, sao ba còn đặt tên Tài? Bà con hàng xóm mà kêu một lần, hai cha con một lượt kêu Quang Tài là thấy tiêu diệt. Nghe hai cái chữ đó là thấy tiêu diêu miền cực nhọc không? Không phải đâu. Ông nội mày hồi xưa đó đặt tao tên Quang là vì muốn tao làm quan. Tới khi tao đẻ mày ra đó, tao thấy muốn mày có tiền cho nên tao mới đặt tên mày là Tài. Quang Tài đây là phối hợp giữa chức tước giữa tiền tài, mày hiểu không? Bà có thấy chức tước tiền tài không? Bây giờ chỉ thấy Quang Tài là cái hòm đựng xác chết thôi. Bà chưa có nghe cái câu chưa thấy Quang Tài chưa đổ lệ mà. Tôi chết rồi. Gái tới thăm. Gái nào? Mẹ Tư chủ nhà. Tới đầu nợ tao trốn nữa. Trời ơi, buổi sáng này nguyên cái liên khúc này. Cô Tư là cô Tư tới chơi. Cô Tư tới chơi cái gì? Ba mày đâu? Ba con đi đánh số đề rồi phải không? Tao nói thiệt nha, tao nhìn cái mặt mày là tao bực rồi. Cha con của mày thiếu tao 8 tháng tiền nhà, bữa nay mà không trả là tao dọn hết đồ ra ngoài đường. Ủa mà còn gì nữa đâu, dọn thằng nào lanh tay dọn nước hết trơn rồi. Hồi sáng có tốp vô nó khiêng đi rồi. Đó thấy chưa, bởi vì tao nói ba mày tệ hết sức tệ. Không lo làm ăn, lo đánh số đề cho nên má mày bỏ đi là đúng rồi. Hên cho tao nghe. Ngày xưa nhẹ dạ mà ân ba mày, trời bây giờ cũng tàn một đời qua. Xí. Hả? Chị Tư, đáng lẽ tôi lúp luôn ở trỏng rồi. Nghe con này tự ái mới ra này. Chị nói vậy con tôi nó hiểu lầm tôi sao? Sao? Tôi long trọng cải chánh. Hồi đó đó là tôi không chịu chị, chứ không phải là chị không ưng tôi. À, bây giờ anh hối hận anh tiếc phải không? Tôi biết là trong lòng anh hối hận lắm, nhưng mà muộn rồi nha anh. Giáng xưa bây giờ đã đóng thuyền rồi. Bởi vì ngày xưa anh cho tôi nghèo chứ gì. Không không có, cái này con cải chính bị ba con tâm sự à. Bạn bè dúng bạn bè lắm. Sao tâm sự? Ông tâm sự là ngày xưa ông chê cô xấu chứ không phải chê cô nghèo. Nói cái gì mà nhân tạc nước sôi trong mặt người ta vậy? Thôi được rồi, chơi xấu trả tiền đây, trả tiền ngay. Không có, đừng nghe nó. Thì Tư à, thiếu có 8 tháng tiền nhà mà chị làm gì lá lối om sòm vậy? Ai dám thiếu chị đáng nữa? Trời. Mà tôi nói chị nghe, tình xưa nghĩa cũ mà, thôi thông cảm giùm chút đi. Thông cảm cái gì? Tôi nói thiệt với anh nha, tôi không bằng lòng cái chuyện mà hư hỏng của anh. Tại sao anh không lo làm ăn bệnh, lo bài bạc số đề là sao? Tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi, đừng có dính vô chuyện đó. Ngoài có con nào chỉ tôi đánh hôm nay thua quá anh Quang. Trời ơi, tôi còn xui hơn chị nè, đánh con tôm sổ ra con cá kìa. Tôi mới bực bội nè, tôi nói tuần vừa rồi nha, tôi nằm mơ tôi thấy nguyên con dê vô nhà tôi đánh bao nhiêu tiền vô con số 35. Trời, tôi nói tức chết được, chiều nó ra con 53 anh. Ủa chứ kỳ vậy? Nhưng mà khi mà thua rồi nghe, tự nhiên tôi sáng suốt anh, tôi nghiệm lại, tôi nhớ lại nghe, là cái lúc mà con dê nó vô nhà tôi nó đi thụt lùi là nó quất cái đít vô trong mặt tôi á. Ôi trời ơi. Đúng không? Là đáng lẽ phải đánh 53 là đúng rồi. Ừ. Thắng cho là tôi không biết nữa. Thì bởi vậy. Tại cô Tư nói con nghe nghe, là coi như là bây giờ con nằm chim bao mộng mị con thấy gì đó, con nói Tư nghe, cái Tư đánh cái trúng Tư thưởng ha. Con nói thiệt với cô, bây giờ con nằm chim bao con chỉ mơ có một chén cháo thôi mà không có luôn à. Bây giờ con hỏi cô Tư nè, bây giờ cô Tư qua đây làm cái gì? Cô Tư qua đây bằng đề hay là cô Tư qua đây đòi nợ? Nếu cô Tư qua đây bằng đề, mời cô Tư ngồi chơi bàn với ba con. Còn nếu cô Tư qua đây đòi nợ, mời cô Tư về kiếp sau gặp lại. Thằng Tài đã nhắc tôi mới nhớ ra cái chuyện tiền.
À, mà thôi cái chuyện tiền thuê nhà đó để từ từ tôi nói. Tôi qua đây đó nghe là có chút quà biếu cho cha con anh. Hay quá, có quà gì vậy cô Tư? Xôi gà con ơi, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Con lại cô Tư. Ủa gì vậy? Gì con? Sao vậy con? Cái cú này con biết rồi. Tự tội trước khi đưa ra hành quyết. Nó hay cho ăn bữa ăn an ủi lắm ba ơi. Thôi mà sao mà nghĩ ác cho tôi hoài không biết nữa. Cha con của anh nó đa nghi quá đi. Trời ơi thì còn có ngày mưa ngày nắng mà người cũng có lúc hiền lúc dữ. Bực quá à. Chị Tư. Hả? Cả tháng này á, ngày nào chị cũng chửi cha con tôi ở trên á. Bữa nay tự nhiên đem xôi gà qua mời ăn. Bộ chị tính gài tôi hay sao? Gài cái cụ lôi. Anh nghèo kiết xác rồi tôi gài làm gì? Anh nhìn lại anh đi. Sao? Trên răng dưới có đôi dép không à? Tôi gài anh nặng tôi hết cái quần xà lõn anh hay chi đó. Tôi nói như vậy nè. Tôi nói bữa nay tôi đem tin vui đến cho cha con anh. Nhưng mà tại vì tôi sợ giống như là tôi nói ra cái cha con anh vui quá đi. Rồi cái đói xỉu quá. Nghe không nổi nên tôi đem xôi gà quá thôi. Tin gì? Chuyện gì nói nghe coi. Tại đây chuyện nó là vậy nghe. À, là tôi có một con nhỏ bạn Việt Kiều. À. Hay nói đúng hơn là bạn của em gái tôi bên California. À. Nó mới giờ chơi ở nhà tôi đi 2 ngày rồi. À. Mà không phải giờ chơi không. À. Mà nó có chuyện quan trọng nó nhờ tôi. Bởi vậy tôi mới qua tôi nhờ anh. Gì? Nhờ chị mắc mớ tôi mà nói tôi. Có sống có. Mắc mớ tôi đem xôi gà qua cho anh ăn khơi khơi vậy. Anh biết tính tôi quá mà. Đời nào tôi bố thí cho ai. Ăn mài ngồi trước cửa nhà tôi còn tạt nó tôi đuổi đi. Nó mắc mớ cho anh ăn vậy. Ơi. Đừng có ăn, ăn vô coi chừng dính hạn liền á. Nè, nói anh nghe. Gì? À, tôi nghe nói à, anh tuổi ngọ phải không? Ừ, đúng rồi, tôi tuổi ngọ, con tôi tuổi ngọ. Ừ. Cha con tôi đều là ngựa hết á. Ừ. Chị cũng vậy. Ủa sao anh biết hay vậy? Nhìn biết à. Nói nghe nè, ông bạn tôi đó anh, vậy là đúng số rồi nghe, bạn tôi nó tâm sự ngàn tội nghiệp nó anh. Tôi nói tình duyên nó long đong lận đận tại vì gái tuổi dần mà. Ừ. Tôi nói qua bên Mỹ nghe có 3 đời chồng mà thằng nào cũng tháng xe cái rụp chết, một tháng xe tháng cái rụp chết. Ủa? Vậy đó hả? 3 tháng 3 thằng. Bởi vậy nó đi coi thầy anh, cái thầy coi tử vi nói nó là tại cung phu nó là có sao thiên mã. Bây giờ mà muốn hôn nhân bền vững ha phải trở về lại quê hương á là Việt Nam á, xong rồi cái có người gốc gác cưới bảo lãnh đem qua bển. Ồ. Mà phải là người tuổi ngọ nghe. Để mà xứng với lại cái cung gì tam hợp gì mà dần ngọ tuất đó. Thôi. Hả? Không được đó. Ủa? Từ ngày mà vợ tôi bỏ đi theo kép cải lương tới giờ á, tôi sống độc thân à, để tôn thờ cái mối tình đầu của tôi. Bây giờ quen rồi, tôi không muốn bước đi bước nữa. Anh bước đi đâu? Anh lết còn nổi không? Bà mẹ anh già có phu đấy ai thèm đấy anh. Tôi nói tôi qua là tôi hỏi thằng Tài con trai anh cho con bạn của tôi. Sao vậy con? Gì vậy? Nói tao hết rồi nè. Gì? Sao vậy con? Con lại qua. Sao? Từ nhỏ tới lớn con chưa biết đàn bà là gì ba. Con nghe cô Tư nói con ngồi hết muốn nổi luôn. Nhưng mà con nghe người ta hay hát ôi đàn bà là những niềm đau, là làm tim đổ máu. Mà ba cứ suy nghĩ người con đâu có máu nữa đâu mà đổ. Xanh lè, xanh lét rồi ba ơi. Con không muốn đâu, con không muốn đâu. Con không muốn lấy... Muốn ly vợ phải không? À. Muốn xa ba giờ phải không? Con muốn xa ba đâu. Giờ chảnh gì vậy? Ý là anh nói anh con nhà rồi coi như là đàng hoàng chứ gì? Tôi nói thiệt cái chuyện nha. Gia đình tôi giàu gì cũng là một gia đình vô học. Hả? À. Một gia đình có truyền thống văn học đúng. Ừ. Chị nhìn kỹ coi, thằng Tài con tôi á là lá ngọc cành vàng, trời là xương sa học lũ. À. Không có thể nhấp gã cho một người đàn bà ba đời chồng được chị. Đúng. Trời ơi xương sa học lũ chảnh quá ha, giàu quá ha. Nè nè, nói có sách tắt cái trứng nè để coi. Gì? Để coi nè, nợ xã hội đen 6 quách 22 cây vàng nè. Nó gì nữa, bà mẹ nó không có mắt kiến không thấy gì hết trơn. Được, con đọc tao thuộc rồi mày, tao thuộc này. Coi như là nó coi à, rồi nợ 6 rau với 1 tháng với coi 1 năm là tiền hụi luôn. Xong rồi bà con lối xóm xa gần mỗi người sơ sơ vài triệu, mà chưa kể 8 tháng tiền nhà của tôi nữa. Ủa bữa hôm đó con đưa cho cô là 20 tô cháo lòng xong cô chưa. Ủa, ghi vậy hả? Để cô ghi. Mày cung cấp tài liệu đó mày. Rồi giờ làm sao anh Quang?
Tôi tính sơ sơ thôi nghe. Anh ôm số nợ chừng 300 triệu. Anh tính cách nào giải quyết cho anh Quang? Nói thiệt chị Tư, thiệt ra tôi đâu có biết cách nào giải quyết cái món nợ đó đâu. Hồi nãy tôi còn có ý nghĩ tính trốn ở Campuchia á. Chị bỏ quán đi ôm. Ai ôm anh? Chị ôm. Giới viên không. Bắt đầu nó vô nó hút anh. Có dòi nó vô nó quấn anh á. Nói nghe nè, giờ có cách rồi. Cách gì? Giờ nghe lời tôi đi. Gả thằng Tài con trai của anh cho con bạn của tôi, rồi nó trả tiền nợ cho anh. Ồ, trả tiền nợ tôi? Trả tiền nợ là chuyện nhỏ. Chuyện quan trọng là nó bảo lãnh thằng Tài qua bên đó, rồi mỗi tháng nó gửi tiền cho anh đánh số đề dài dài, tha hồ anh hưởng phước, được chưa? Suy nghĩ đi. Trả hết nợ còn cho tiền đánh số đề. Tài. Dạ. Chuẩn bị lên xe bông con. Trời. Ba đỡ lòng nào ba bắt con nằm trong vòng tay kẻ lạ. Tước lạ sao quen mày. Ba ơi, ba con nghe cái câu ai đem con sao sang sông để cho rồi xáo sổ lòng bay luôn. Nào ba nghĩ sao vậy? Ba gả con qua Mỹ là ngàn thu vinh biệt rồi. Gặp chị con, gửi tiền thì được rồi. Anh Quang, vậy là sáng suốt nghe, quyết định vậy nghe. Alo. Mén hả? Má nè. Má đang ở bên nhà bác Quang á. Nè nghe, con nói cô đó chuẩn bị ha, sửa soạn đi qua gặp má bên nhà bác Quang. Nói với cô á là má lo công chuyện của cô xong rồi. Đó, kiếm chồng cho cổ đó. Cỡ bảy nè, cổ lấy thằng Tài chứ bác Quang già sắp chết ai thèm lấy. Nói cô chuẩn bị qua liền nghe, để lâu thằng Tài nó để ý. Okay. Đâu có ai chịu đâu mà đổi ý. Cha mẹ đặt đâu con làm đó. Ba, con muốn đi Mỹ, con muốn ở lại quê hương, bởi vì quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hai mươi. Khỏi trèo, mày trèo mà té thấy mẹ mày á. Bên Mỹ thiếu gì khế, chua ngọt gì cũng có mày. Thôi bây giờ vậy đi, không còn thì giờ nữa, cha con đừng nói dần lân nữa. Con bạn, không, nói cho gần gũi hơn là con dâu của anh nó sắp qua đây, nó ra mắt anh rồi. Nhưng mà vậy đi, trời ơi, anh Quang ơi. Sao? Anh làm ơn anh kiếm bộ đồ nào thay cho ra con người chút coi, không ra con người. Trời ơi. Tôi nói anh nghe, tại vì tôi lỡ tôi giới thiệu với con bạn tôi anh là dân chơi thứ thiệt rồi, mà nhìn anh tôi thấy đuối quá. Cũng giống dân chơi cầu ba cẳng đó mà rụng mẻ hai cẳng còn có cẳng một rồi. Cái bộ đồ nào khác thay đi anh Quang. Được rồi. Không còn bộ đồ nữa trơn hả? Đồ không đem ra ngoài tiệm cầm đồ hết rồi. Mày im nha mày. Tôi có cách. Đó, lẹ lên. Tài ơi Tài, trời con làm gì vậy? Tôi nói con nghe nghe, trời tôi thương con quá à. Đây nè, con là hên lắm nha, nhờ tuổi ngựa con mới được đi Mỹ đó nha. Bộ đi qua Mỹ là hên hả? Con biết là con tuổi ngựa, nhưng mà từ nay trên lưng con ngựa này sẽ có một vết thù. Người ta gọi nó là vết thù trên lưng con ngựa Quang. Trời ơi con, hay là con đi Mỹ mà không thích ha? Con không có thích đi Mỹ đâu, con nói thiệt với con. Nhưng mà vì chữ hiếu con phải lấy vợ phương xa để trả nợ cho ba con. Thì đó, như vậy người ta mới gọi là trả nợ tình xa. Nhưng mà con tức. Sao con? Con hỏi cô nè, ngày xưa Thí Kiều cũng bán mình chuộc cha mà sao bà bán có giá quá. Đúng rồi con. Nó bán tới 1000 cây vàng trong khi đó con có mấy chục cây. Mà cô nhìn đi, nhan sắc của con đâu có thua gì Thí Kiều. Nói thiệt cho ông đu dây điện vừa vừa thông tuột xuống giùm tôi đi. Ông nghĩ kỹ đi, Thúy Kiều người ta là mỹ nhân, người ta người đẹp, người ta bán ngàn lượng vàng là đúng rồi. Ông là đực rượu mà ông xấu nữa. Tôi đánh giá ông gì là đúng rồi. Ông hỏi mấy tiệm phở về mua ông được 5 phân vàng không? Tôi mệt ông quá nha. Anh Quang, anh làm nhiệm trọng lâu quá vậy. Anh đừng có nói với tôi. Dính rồi. Trời ơi anh Quang ơi, từ hồi đó tới giờ chưa bao giờ
tôi thấy một người nào mà đẹp như vậy. Anh đẹp quá anh Quang ơi, y như là cháu Nhuận Phát lúc về già. Ôi giời ơi, ngoài điều gì mà nó nóng bỏ mẹ thế này, Việt Nam gì mà nó nóng thế nhỉ? Ôi giời, bao nhiêu mỡ tích tụ từ bên Mỹ chảy cả ra. Này chị ơi, có việc gì mà chị bảo cháu đến rước em sớm thế? Em chưa kịp đánh răng rửa mặt, chưa kịp son phấn gì hết mà cháu bảo dừng đầu dậy đi qua đây gặp sao? Chị đó, có việc gì? Cô nói mặt cô chưa son phấn em chưa. Tôi nghĩ là ít nhất 3 hộp trên đó rồi. Cái này là không có rửa được, chỉ có lấy cái chày và đặt cái cành trong giữa, gỡ hai bên hai miếng thôi. Giờ đứng đây nghe. Anh Quang ơi, tôi giới thiệu cho anh nha, đây là con dâu Việt Kiều ở bên Mỹ mới về. Qua chào bố chồng, qua chào bố chồng. Chồng hả? Nhanh. Chồng hả? Sao không nói trước gì hết vậy? Bố chồng. Dạ, con chào anh bố chồng ạ. À. Ừ. Rồi, tại bố, con nhìn thấy bố trẻ quá, con tưởng cái thằng nào. Dạ, con có quà chứ, con có quà phương xa biếu bố. Dạ, con biếu bố cây thuốc lá 3 số 5, bố hút cho bổ phổi ạ. Ừ, cảm ơn. Dâu đó hả? Dạ. Việt Kiều đó hả? Dạ. Tuổi dần phải không? Dạ. Như dồn giống cọp quá. Tài, ra mắt vợ con. Tài, ba lỡ lòng là ba bắt con nạp mạng vô con cọp nè. Ba, con mà lấy con này là không bao giờ con gặp được mặt ba luôn á. Ôi giời ơi, anh ơi là anh khéo lo. Cái gì vậy? Ngựa đây đó hả? Nó quánh đến con à? Trời ơi, con đừng làm nó sợ con. Ôi dồi ôi, ra đây em bảo nè, ngựa này sao mà nó giống ngựa cò quá nhỉ? Nó chê rồi. Không sao, ngựa cò hay là ngựa cỏ hay ngựa rơm gì thì em cũng đưa chàng về dinh tuốt tuần tuần. Lại đây với em nào. Nói thiệt chị Tư ơi, tôi nhìn hai đứa đẹp đôi quá trời quá đất à. Dạ. Thiệt á, tôi nói thiệt, hồi đó giờ mỗi đêm tôi đều đốt nhang cầu nguyện, mong sao có một được đứa con dâu người Bắc để tôi được ăn rau muống chấm tương. Bữa nay được rồi. Dám đâu, 3 tháng nay không ăn được miếng gạo, ăn rau muống không mà sợ. Chạy đi. Tài, qua, từ nói nghe nào, qua, tôi nói nghe. Anh Quang, nhìn đi anh Quang. Từ hồi nhỏ tôi lớn giờ chưa bao giờ tôi thấy một đôi tình nhân nào mà nó đẹp mà nó xứng đôi vậy nghe. Anh coi đi, đây là số 1 nè, đây số 0 nè, là tôi nói số 10 này là 10 năm tình cũ đó. Bây giờ vậy nghe, nên bởi ta nói ở đời nghe có 4 cái ngu, là mai nè, lãnh nợ, gắt cu cầm trầu, mà chị làm mai đó là chị ngu nhất đó. Mà bởi vì gì cái tật thương người, em ơi thương người mà đánh chết cũng không bỏ được nữa. Bây giờ vậy ha, phận sự của chị đến đây là hết. Ngựa đó chị kiếm cho em rồi. Dạ. Kể kiểu nào thì tùy ý em. It's up to you. Chị nói gì nghe, để cho hai trẻ tâm sự. Cảm ơn chị. Anh Quang, tôi nói nghe. Gì? Có tiền rồi đấy nghe, nhớ thanh toán 8 tháng tiền nhà cho tôi nghe. Sầu đó hả, là voi ngựa thì sắp hết à. Con dâu, ở bên Mỹ con làm gì vậy con? Dạ thưa bố, ở bên Mỹ con làm chủ công ty bóp ạ. Massage đó hả? À không, bố hiểu nhầm rồi. Bóp là cái ví đấy. Cái ví là cái này nè. Đấy à. Bố biết không, hãng của con sản xuất, bố thấy chữ LV không? Thấy. Tiếng Mỹ gọi là LV. À. Mà bố biết không, viết tắt là tên con Lê Vân đấy bố ạ. À. Vậy là con giàu chắc bán được lắm hả con? Bán khắp thế giới. Bố biết không, để con cho bố mấy cái nha. Được. Gì? Chờ. Gì con? Gì mày? Thiệt tình là ba bán đứng con phải không? Bán đứng bán nằm thì tao phải bán hết. Tôi chết rồi. Con nói cho bà nghe nè, bây giờ không thể nào như vậy được đâu. Tại sao? Con mà lấy bà này là không qua khỏi cái mùa trung thu này luôn. Tại sao? Bà nghĩ đi. Dạ thưa bố, con xin phép bố dẫn chồng con đi sắm đồ cưới. À. Mua nhẫn cưới. Dạ, kể từ đêm nay con xin phép bố cho chồng con vào ở trong khách sạn luôn với con để con còn huấn luyện. Nó nghe huấn luyện thì nó xỉu liền. Dạ. À, tối nay vô khách sạn á luyện thôi, đừng có quấn nha con. Dạ bố cứ yên lòng. Ừ. Mỗi ngày á con sẽ cho anh ấy nhai mấy củ sâm cao ly. Gì?
tướng của bà đó, con ăn cầu 20kg xăm còn kham còn không nổi á. Bà nghĩ sao vậy? Ba thằng chồng trước của bà quy tiên bập 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 trong vòng 3 tháng thôi, con chắc chắn là thằng thứ tư nè. Trời ơi, ba thằng trước là nó bị đụng xe chết, còn tối nay nó đụng mày. Mày thấy người đụng người chết bao giờ chưa? Bố ơi bố. Nè, khoan khoan, đợi đợi gì? Vậy bây giờ con, nếu mà ba quyết định cho con lấy bà này, con chỉ yêu cầu ba một điều duy nhất thôi. Yêu cầu đi. Khi nào con quy tiên, ba hãy ghi trên mộ phần con một câu cho hồn con thanh thản nơi chính suối. Câu gì? Ghi là Nguyễn Văn Tài đã anh dũng hy sinh vì chữ hiếu. À, đây đây. Cái vợ mà làm dữ. Ôi trời ơi anh này, anh sao khéo lơ, thả nào chỉ còn da với xương. Ba, cái gì? Bây giờ nếu ba quyết định như vậy á, ba cho con đi từ giả hàng xóm láng giềng bà con. Bởi chuyến này con đi, con biết rằng lành ít dữ nhiều. Nói nhiều quá, đi đi. Con đi nha. Nhớ mày không có trốn à. Anh nè ra đây cho... Thấy bà tôi xỉu tôi không đi luôn á. Đi nhanh nhanh nha. Chồng Việt Nam gì mà chả biểu hiện tình cảm. Thằng này thiệt tình. Quán đâu? Quán có nhau. Thằng nào đó bay. Quan tài ơi. Quan tài bây giờ không còn là quan tài hồi sáng nữa đâu. Hey, có tiền mày trả cho đại ca tao chưa mày mà ăn mặc ngon lành rồi mày. Ê, mày là thằng nào thế mà dám vào đây bố láo bố lếu thế, coi trời bằng vung thế kia. Chắc cũng đồng nghiệp đấy mà đi đòi nợ đó. Đòi nợ cái mạ bố mày. Mày nghĩ gì mà mày bảo tao vừa đi cái là đòi nợ? Trời, cái mặt tao nhân từ phúc hậu như thế này mà mày bảo tao là chủ nợ hả? Cái thằng đầu trâu mặt ngựa, mũi lợn mồm cá sấu. Ê, đây là đệ nhất dân chơi hôm nay đó. Hố bom bà còn lấp được, hố gì hố nay. Này, còn cái ngữ của mày ấy, mẹ vừa lùn mà vừa bụng bự xấu. Này bà mà tát một phát thì mẹ và dòng họ ra nhặt răng không kịp nhé con. Đại ca sao quýt nè. Bưởi còn chết chứ thưa gì quýt. Tao cũng xin hân hạnh giới thiệu với mày. Tao Việt Kiều Mỹ. Tên Việt Nam là Lê Vân. Tên Mỹ là Louis Vuitton. Vâng. Này, chúng mày có thấy cái này cái gì không? Móng tay. Tiếng Mỹ gọi là leo. Với cái leo này á mẹ, vỏ dừa khô bà còn bóc được, chứ mà huống gì vỏ quýt. Này, quýt á thì bà chỉ phập một phát thôi là lòi đến tận hột nha các con nha. Bà là cái thá gì ở trong cái nhà này mà bà dám xía vô chuyện của tôi? Bà là phu nhân của Nguyễn Văn Tài, con dâu của Nguyễn Văn Quan. Không. Kể từ giờ phút này thằng nào mà đụng vào quan tài là bà sẽ cho vào nằm trong quan tài ngay lập tức. Nhưng mà bố bà thiếu tiền tôi mà. Bố tôi, tao thiếu tiền mày thì mày cũng phải từ từ chứ. Mày ngồi xuống. Tao nói cho mày nghe nhé, mình là người có ăn học phải không? Mình đi đòi nợ thì mình cũng phải lịch sự chứ, đúng không? Mình vào đòi nợ người ta thì mình phải năn nỉ ỉ ôi người ta. Chứ mày làm cái gì mà mày hùng hổ, mày xông xộc vào nhà người ta, mày ăn tươi nuốt sống người ta, mày phùng mang trợn má đi hả thằng kia? Tao hỏi mày, mày thiếu tiền nó bao nhiêu tiền? Hả? Ôi trời. Ôi trời ơi bố ơi. Ôi xin lỗi bố, con nhầm. Cái mặt bố mà con tưởng cái mặt thằng khốn nạn này. Bố, chẳng hay từ trước tới giờ bố thiếu nợ cái thằng khốn nạn đó bao nhiêu tiền hả bố? Bố cũng không nhớ đó con. Ai thiếu bố thì bố không nhớ. Bố thiếu người ta ít khi bố nhớ. Bố ta không nhớ. Ê Quan, 22 cây vàng, 8 triệu một cây, 176 triệu đúng. Ê dâu, trả nó chẳng 180 triệu luôn con. Dạ, tuân lệnh bố.
Này, bây giờ thế anh muốn lấy tiền mặt hay là tiền đô la? Tiền nào cô đưa cũng được. Có thế, có hai mươi mấy cây vàng nó mà làm cái động đất chứ. Này, tao đưa tiền cho mày đây này. Ở cái tiền này nhá, trong này còn dư 4 triệu. Cầm lấy, này. Cầm lấy đi về đi. Cút ngay nhá, mày mà đứng đây là bà cho mày ăn giun xào đỉa luộc á, ruồi nấu canh nữa nhá. Đi mày. Ê, sao quên? Cầm cây thuốc hút cho bổ phổi. Mọc, bà đang làm dâu hiền mới vào pháo đám bà. Dạ thưa bố. Dạ con. Bố ơi, con nói cho bố nghe nha. Ừ. Bố thiếu nợ bao nhiêu, bố cứ nói cho con phát một đi. Con sẽ thanh toán hết nợ nần cho bố. Bố không có nhiều, chừng 150 triệu nữa à con. Rồi tưởng gì chuyện nhỏ. Đây, bố cứ cầm lấy 10 ngàn đấy nhá. À, 10 ngàn đô thôi con. Vâng, thanh toán nợ nần đi. Trời, trời ơi, tốt quá. Ê, anh về đấy hả? Sao thế? Sao nó đi kỳ vậy? Sao anh? Con bị sao vậy con? Đứng bên kia, để tôi tâm sự riêng con đây, gia đình. Sao con? Ba. Sao? Con đi hỏi hết hàng xóm rồi. À. Mọi người đồng thanh trả lời con một câu một. Câu gì? Ba biết con hỏi như thế nào không? Hỏi sao? Con hỏi bây giờ tôi hỏi mấy người thân thiện nhất của tôi. 80 ký mà nó đè 36 ký. Mấy người suy nghĩ có chết hay không? Nguyên một xóm luôn. Nó ngồi trở lại nó chỉ phán một câu mà con rụng rúng luôn. Câu gì? Chết chắc. Bà bây giờ bà ép con lấy bà này, con cắn lưỡi, con tự tử còn sớm hơn. Thôi, được rồi, bà không ép con nữa. Không lấy thì thôi, bà không gả. Đừng cắn nữa con. Ờ, vậy đi, đừng có lấy. Ừ. Này, nói cái gì đấy? Đùa đó hả? Tôi đã thanh toán bao nhiêu nợ nần cho cha con ông, bây giờ cha con ông dở trò hả? Bây giờ không có nói nhiều, không có nói vòng vo tam quốc. Trả lời đi. Z, alo. Z á, thì bình yên. Còn lô á, bình hưng hòa nghĩa địa. Này, mày có tin là tao bóp cổ hai cha con mày là hai cái quan tài nằm ngay ngoài nghĩa địa mà không cần đạo tì đưa tiễn không? Ba để đi ngoài đường nha, mà nghe rỗng rãng rồi đó. Chị qua trở lại nghe chị Trúc nè, đôi dòng vợ chồng trẻ nha, trăm năm hạnh phúc, đầu năm sanh con trai, cuối năm sanh con gái. Cưng, chị làm mai mát tay không cưng? Mát cái mẹ gì hả? Trời ơi, em đang lộn tiếp đây này nè. Sao vậy? Em thanh toán bao nhiêu nợ nần cho cha con lão, bây giờ con lão dở trò không chịu lấy em, thế có tức không chứ? Cái gì kỳ vậy trời ơi? Đây là mai, đây cho đây rồi, giờ đây không chịu đây. Tao quên, đừng nói đây vô thế mạng nha, đừng có nói tình bạn duyên con nha, tao quên chết liền á. Để con. Ê, bây giờ chị đứng ra một bên thì để em xử cha con lão nha. Bây giờ Z, alo. Chị bây giờ chị bình tĩnh lên, để em giải quyết. Bây giờ ba em giải quyết không được, em giải quyết. Bây giờ em hỏi chị nè. Em biết chị là một người quá sức là sáng suốt, chị đi đâu ánh hào quang tỏa ra thế đó. Sao? Biết chị là một người quá sức thông minh rồi. Bây giờ em hỏi chị, nếu chị đi chợ, trong cái chuồng gà để người ta bán có hai con, một con gà trống thiến nó nặng 100, mò 1,8 kg, còn một con gà ri thôi nó nặng có 600 gram, mà hai con bằng giá, chị mua con nào? Thì dĩ nhiên tao phải mua con gà trống thiến rồi. Hay, sáng suốt. Còn một cái điều này nữa, có một con ngựa nó hơi già nhưng mà nó chạy giỏi, còn một con ngựa nó đi không nổi hết cái mùa trăng. Bây giờ hai con bằng giá, chị lấy con nào? Mày dở hơi cám lợn nhỉ? Thì tất nhiên tao phải lấy con ngựa khỏe để tao cưỡi chứ. Con ngựa đây nè. Ôi trời ơi, mày nghe em dài hả? Em nói chị nghe, con ngựa này nó chạy ác chiến lắm, bị nó chạy nợ hoài nó quen rồi. Im! Thiệt là tin đi, lấy con ngựa. Im! Let me check. Lô mà thốt. One minute.
thôi được rồi, ta quyết định rồi, phai lô lì, better than nothing. Ta quyết định lấy con ngựa lại. Oh, yeah. Chiếc xuồng nhỏ đưa em về xóm nhỏ, chiếc xuồng to đưa em về xóm to, chiếc xuồng bự đưa em về xóm bự. Đen à? Ơ Đen. Đen. Dạ. Dạ mà mày đi đâu? Đây nè. Đây là ở đâu? Thì đây là đây chứ đây là đâu? Tao có thấy mày đâu. Tía, chịu khó nhón lên cái thích tôi liền à. Ờ, tao nhón rồi đó. Thấy chưa? Thấy rồi. Trời ơi con quỷ, mày làm cái gì vậy? Tôi tắm chứ. Mày tắm mày biểu tao nhón lên chi? Tự thấy kêu tao thôi. Ê, mày tắm mà mày ca hát vậy rồi mày cứ trộm xóm lại coi mày tắm hả? Thì tắm mày ca hát cho trộm xóm tới đông vui chứ sao tiếc. Ê con quỷ này thiệt tình vậy á. Mày tắm lại lẹ ra tao biểu chút xíu coi. Tôi biết rồi. Xin lá cành xin qua cành lá. Hát nữa hả? Cành xin lá là cành xin qua. Lẹ đi mày. Tôi tiếc. Sao cái gì cũng chấm chạp hết. Xin lá cành xin qua cành lá. Tôi ca nữa. Thôi. Trời ơi, giống mày không gài nút mà đã bị gài chi vậy? Chuyện gì tía? Đứa nào làm hư cái vỏ tao? Tôi đâu bí. Dạ, chỉ có tao với hai chồng mày à. Tao không làm hư gì đứa nào. Ai bí? Tường đậu đâu? Ai biết đâu. Cái gì nó không biết, chồng nó đi đâu nó không biết nữa. Ồ, cũng biết rồi. Hồi sáng nó nói với con là nó đi uống rượu. Nó buồn đậu nó uống rượu rồi. Ai làm nó buồn? Ai cho phép nó uống rượu? Hả? Nó đi xuyên qua xuyên lại. Tao gan hàng cho mày hả? Từ ngày hai đứa yêu nhau, mình ngủ chung bò. Từ ngày hai đứa yêu nhau, mình ngủ chung kho. Nằm nghe mùi cắn thấy chà. Con nó té cái lần té xuống. Té này. Đi uống nước đi. Bữa nay tao phải nhậu. Nhậu cho nó đập cô cậu sủi luôn. Cho nó hết nói xấu nhà tao, nói xấu tao. Hay quá. Ai cho mày nhậu? Trời ơi, tía ơi, nó đâu có đi nhậu, tía nó đi uống rượu thôi. Mày đánh đi. Nhậu vô rượu mới thấy đồ ngu. Anh vuốt tóc em. Trời. Anh vuốt tóc em. Trời ơi, hay quá tía. Em chặt lóc. Anh nắm tay em. Bây giờ ta. Anh nắm tay em. Ê, cái này giàu quá vậy. Trời, tay hình nào lông không trời. Cái gì vậy? Nó thấy cẩn thận làm gì mà nước cái tay. Ai vậy? Ông nội mày chơi. Thằng nào hổn vậy? Hả? Ông nội mày nè. Trời tía. À. Trời ơi tía. Trời ơi tía ơi. Tía. Sao bữa nay con thấy nhiều tía quá vậy? Một tía. Hai tía, ba tía, có nhiều tía quá. Trời ơi, đầu ơi mày chín rồi, đầu ơi, đầu ơi mày chín rồi. Đầu ơi. Ai nói mày tao xịn? Tao tự tao không được tỉnh. Trời ơi, nó buồn quá, nó xỉn rồi tí không? Con nói rồi, nó buồn. Mày còn rượu không? Ở đâu? Ở đây ba người nè, tao hỏi đứa nào làm hư cái vỏ tao. Không có ai làm hư hết á. Tôi đạp dẹp, tôi giục ra đường, tôi quăng ra đường đó. Tía, nó quăng ra xa, thiệt xa tí. Trời. Nó tí đầu á. Cái vỏ tao bắt chém chép rồi. Sao mà đập cái vỏ tao? Bắt chém chép hoài à. Tí biết không, mỗi lần cái sách cái này nè, đi ra đường á, người ta thiên hạ nó bu lại, nó cười vô mặt tía, nó chặn tôi, nó cười vô mặt tôi á. Làm gì cười? Chào vô tía, tía nó cười vui lắm á tía. Vậy hả? Ừ, nó cười vui lắm. Nó cười sao con cười? Nó cười gì nè? Ừ. Nó cười. Ừ, xong rồi nó cười.
sao nó cười. Ô, nó cười vui vậy? Trời ơi, nó cười vui lắm. Trời, nó cười vui lắm tí. Nó cười chuyện gì vậy con? Nó cười chuyện mà bắt em chép á. Thì bắt em chép sao? Xong rồi rớt cái quần ở dưới á. Mày dắt tao mới nhớ. Bữa đó mày lết rồi bởi sinh. Nó tao đi đây sợ tao lụm được cái quần. Nó cười cái vụ cái quần đó. Mày hại tao. Nó chửi cái đầu mày vô gì đâu không? Giờ mới biết sao. Tí hỏi con mới kể là chồng con đâu biết đâu. Con cười có gì đâu mà sợ tí. Vui. Tí biết không? Cả chòm xóm ai cũng cười hết á tí ơi. Cười hết tí. Nó nói sao? Nó cười nói sao? Cười vui lắm. Nó nói á, bữa đó là ông già chồng á. Là tí hết á. Là tao nè. Thấy con dâu hết rồi. Nó nói vậy á. Trời. Nó nói vậy á. Chồng nó nói vui. Vui đây. Đứa nào đây? Đứa nào? Thằng Tư Nổ, thằng Sáu Lèo á. Nó nói, tí hỏi nó đi. Hình như cái chuyện này biết tầm lem hết trơn hả? Nó nói xấu tao. Hai cái thằng này chuyên muốn ăn cơm nhà thì nói chuyện thằng xóm nè. Tao đi bịt miệng nó lại. Ủa tía, tao sao bịt miệng nó lại? Trời ơi, trời ơi, tụi nó tiếng nhào làm sao? Trời ơi, tụi nó nói cái gì ăn cơm, trời tao cho mắc cười quá. Mày đến đi, mày còn nói cho mày cười thì vui nữa hả? Mắc cười cho tao. Cháu ơi, tao mắc cười thì tao phải cho tao cười chứ sao tao mắc cười. Phải chơi bữa đó mày con cái quần mày lên chặt cái lên thì đâu nó tụt cho chứ bạn con có thấy được rồi. Tao đâu có biết đâu, giờ tới đi bụng miệng. Tí đi bụng miệng người ta hả? Mày đứng đây cười hả? Tí bụng miệng người ta, bụng miệng mày nè. Cái bụng mày hết cười, mày cười vô duyên nè. Mày cười vô duyên nè. Mày bỏ miệng tao lấy gì tao ăn cơm tao sợ bệnh miệng lắm mày. Tao lấy sình tao mày ăn luôn cho mày khô. Tao bụng miệng mày. Sao nó giống con người ta quá, nó giống con người ta. Ủa? Con nhỏ này mũi cao quá, bụm miệng, không có kính gì hết à. Bỏ miệng ta miệng chùa hả? Người này bỏ miệng cái bẩm hả? Mày nín đi, hết cười giờ tới khóc nữa. La nó đi. Còn mày nữa, là ở đâu tới đây mày bụm miệng vợ tao rồi còn nhảy chuồng heo nhà tao, định ăn cắp heo hả? Heo trong chuồng có con nào đâu mà tao ăn cắp. Tí bán lâu rồi. Tao quên. Tụi bay cho tao ra ngoài đi. Ở trong đây nó hôi quá. Để mày leo ra đi. Ghê quá. Cái thằng này nó ngu dễ sợ luôn á Đen. Sao ngu? Nó ngu ghê. Đứng trong chuồng heo mà không chịu mang dép mày. Ý mày mới ngu nè. Sao ngu? Ở trong chuồng heo mà mang dép. Vô dép tao hả? Trời ơi. Trong con nó vô chừng em mà nó sợ dơ dép hả? Chẳng thà dơ chân không để dơ dép. Tao giữ của nó. Chặt chuồng heo nhà tao bây giờ mày. Đưa đầu phụ đỡ tao ra coi. Tao đỡ cho, tao đỡ cho. Mày buông ra, buông ra. Cậy nó. Nó dương, nó dương. Nó dương cho quần rồi. Cho mày đắt quần mày luôn. Ai rồi. Tao quân. Mệt quá. Tao hỏi mày nè. Gì? Mày ở đâu tới đây? Tao là người ở thành phố. Thành phố? Ừ. Thành phố là ở đâu? Thành trời ơi. Con nhỏ này khùng rồi. Thành phố là ở thành phố. Chứ đâu vậy? Trời ơi, mày nói tao cái miệng mệt của mày ơi. Mày người thành phố hả? Ừ. Chờ tao một chút. Mày làm gì tao? Đậu dây nịt nó đèo ở phía trước rồi đậu kỳ quá. Ngộ quá đậu em. Ngộ vậy? Ngộ quá ta. Ở dưới này mình không có áo này mày ơi. Tao đâu phải người bình thường. Tao hỏi mày nè, người thành phố mày xuống đây làm gì? Tao đi đá. 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 Đá gà. Đá gà, trời ơi, đá gà mày quẩy sao mệt quá. Đá gà? Ừ. Tại sao ở thành phố mày không đá, mày xuống đây mày đá mày? Đá gà, bất cứ chỗ nào có độ đá gà là đá. Có tao. Trời ơi, mệt quá. Tao, đây, dân chơi mà mày. Trời ơi, dân chơi. Bạn của thằng Sáu Lèo rồi. Trời ơi, thằng Sáu Lèo hả? Tao cũng biết thằng đó nữa đó mày. Biết không? Tao biết mày, thằng đó vui lắm á mày. Vui mụn nổ tao á. Thằng quỷ đó nó gạt tao là. Nó kêu tao xuống đây đá gà đi. An ninh trật tự nó cái mà lo hết. Lúc lính rượt tao, nó chạy mất tiêu. Nó bỏ tao lại. Sao mày khóc? Sao mày khóc? Sướng lạ quay người. Nó tệ hơn vợ đậu nữa. Trời ơi, nó nói. Mày nói cái gì đậu? Mày im đi, tao hỏi nó. Mày nói cái gì tệ hơn vợ đậu mày? Tao nói thằng Sáu Lèo á, nó còn tệ hơn. Vợ. Trời đất ơi! Trời ơi, nó quýnh nó mày!
Dở đậu nữa. Đậu Phương, chú thằng này nó nói cà lâm mà nó đi đúng á đậu. Cà lâm chứ bộ khùng sao không đúng mày. Mày nói nữa đi, mày nói nữa đi. Mày dở đậu sao mày nói tao nghe coi. Ý, tụi bay không biết cái vụ gì vậy đâu. Không, gì kể đi. Tao nhìn tướng tụi bay là biết lù lù khô rồi. Tao không biết gì chuyện bạc là thiên hạ. Còn giúp nó nữa. Tao kể tụi bay nghe, thằng sao lèo nó kể tao nghe. Tao cười muốn bể bụng luôn. Trời ơi, thằng nó vô lắm mà. Trời ơi, tao nói thằng nó vô ghê. Thằng vô duyên, chưa kể đã cười rồi. Tao kể nè. Mày kể đi. Nói. Trời đất ơi, khùng vừa phải thôi mẹ ơi. Mày kể đi, trời ơi, tao nghe tao mệt quá là giỡn đậu sao. Mày im đi, để nó cởi. Trời ơi, sao mày nói qua nó không kể được quá. Tao cười hết. Tao cười bể bụng luôn. Mày kể đi, kể. Tao cà lâm tôi cười hơi lâu chút. Trời ơi, cười cà lâm nữa. Nó nói là ở cái sớm trên á, có hai cha con đi bắt cái bà chem. Chém. Cái đứa con dâu nó khỏe mạnh, lanh lẹ đi bắt chém chép ở trước. Đúng rồi. Ông già lụm cụm đi bắt ở sau. Đúng rồi, mày nói đúng. Cái chỗ này mới vui đó. Con dâu nó trường lên bãi sình, nó bị tuột. Tuột cái quần cái. Chỗ này nó đang cao. Sao mày cứ mà vậy? Mày im. Quá. Nó bị tụt quần cái ông già đi ở phía sau. Đúng rồi, đi phía sau. Chụp được cái quần của con dâu. Đúng rồi. Ông mới giơ lên ông nói: "Cái này phải của mày không?" Mày biết nữa. Đứa con dâu vui lắm. Nó còn không biết quần của nó nữa. Nó thấy lạnh. Nó nói: "Tía ơi, quần đó của con ơi tía." Ông già mắc cỡ dục cái quần chạy cơ mà một nước không dám nhìn ai luôn. Trời ơi, tao mắc cười lắm. Trời, cái chuyện nó tao kể đúng ghê. Cái chuyện mắc cười. Nó kể đúng ghê thấy. Nó được kể đúng ghê mà. Thôi, đủ rồi. Nãy giờ mày kể hay quá ha. Con nhỏ này còn cười theo nữa. Mắc cười để nó cười. Mày cười đã chưa? Quá đã luôn. Nãy giờ mày kể hay lắm. Kể hay thiệt là hay luôn. Sao lèo kể còn hay hơn tao. Nhưng mà nó không bằng mày đâu. Tao nói thiệt. Tao có duyên lắm. Đúng, tao biết. Tao đang nghe mày kể nãy giờ vợ tao nó cười, tao cười muốn chết luôn á. Nhưng mà chưa. Gì nữa? Tao kể cho mày nghe chuyện này nó còn tức cười hơn chuyện nó nữa. Ý, chuyện này còn mắc cười hơn chuyện thằng sáu lèo đó. Hay hơn nhiều. Trời ơi, mày kể tao nghe đi. Để tao đi kể người khác nghe. Được. Mày kể ai nghe cũng được hết. Nghe nha. Rồi. Chuẩn bị nghe mà nha. Mà chuyện này mắc cười không? Mắc cười lắm. Mắc cười trước nha. Rồi kể. Nghe nè. Nghe nha. Nghe nha. Bớ người ta mình đã gà vô chuồng heo nhà tôi nè. Ninh la hoài, Ninh được tôi mà la hoài. Trời ơi, sao cái giọng nó giống con gái vậy đâu. Ai cho mày nói xấu vợ tao? Ý, vợ mày. Chuyện nãy giờ là chuyện vợ mày hả? Đúng. Mày la. Tao là thằng Đậu. Tao là vợ đó mày. Ý, vậy là cái chuyện hồi nãy tao kể là mày hả? Tao đó mày, tao. Mày bị tụt. Đúng rồi, tao bị tụt cái quần cái mày. Mày kể đó. Để tao tin tội đó. Mày nói xấu vợ tao hả? Còn cười ha. Tao đánh chết cha mày luôn. Đánh lộn hả? Chứ sao? Quấn đi đậu. Tại sao vậy? Tại sao phải quấn lộn? Đừng nên quấn lộn. Mệt quá. Mình là con người mà. Người mới đánh lộn hả mày? Biết không? Mình là con người, mình tại sao không dùng lời nói mình nói chuyện, chỉ có con gà nó nói không được nó mới đá nhau. Đúng không? Phải ha. Mình nói chuyện với nhau lời hay lẽ phải. Đứng đây tao nói mày nghe, tao đừng nghe. Nên đánh lộn. Đúng rồi, chặt thôi. Một cái tao là mày đi rồi. Tao giết mày. Mày ở tiền tao đánh tướng người ta. Tao chết rồi. Tao chuyện gì vậy? Mày hả? Tại sao mày đánh con tao? Đâu có, nó té con đỡ nó lên mà. Đỡ cái gì? Mày đánh con đâu rõ ràng à? Ủa, con ông? Nói vậy ông là? Ông là tía tao đó mày. Ông già. Ông già nè. Sao? Ông già lượm cái quẩn con dâu. Hả? Mày, trời ơi, mày dám đối xấu tao? Hả? Vậy là mày tận số rồi. Trời ơi. Ông làm gì vậy? Đánh lộn. Vào còn đánh lộn sao? Tao đánh hoài. Đừng nên như vậy. Sao tía coi chừng nó bị nó dụ quá tía nó bị. Mình là con người. Đúng rồi. Tại sao không dùng lời hay lẽ phải nói với nhau? Sao giống hồi nãy của vậy mày? Mình là con người.
đừng đừng nên đánh với nhau. Sao giống hồi nãy vậy tía? Nó dụ con á tía. Chỉ có con gà nó mới đá nhau thôi. Đúng đúng không bác Hai? Bác Hai ơi, bác đứng nghe ngắn đi. Nghe rồi nè. Nói chuyện bác Hai nè. Dạ thưa bác Hai. Ông già không chịu tâm. Rồi sao? Ông già tệ hơn vợ đâu. Vợ đâu tệ hơn ông già. Cả gia đình ông già đều tệ. Cha đã. Trời ơi, nó lộn vô. Tại. Thằng đó là thằng nào vậy bay? Tía ơi, cái thằng đó là thằng ở trên thành phố, nó xuống nó đá gà. Rồi nó bị lính bắt. Nó dí, nó chui vô chuồng heo nhà mình á. Con kêu lính tới bắt nó đó tía. Trời ơi, nó kệ nó, đá ăn thua kệ nó, kêu lính chi. Trời ơi, phải chi nó đá gà không nói chi. Nó là bạn của thằng Sáu Lèo á, nó xuống nó xấu gia đình mình đó tía. Tía ơi, bạn của Sáu Lèo. Ủa mà tía, hồi nãy tía lên tỉnh tía bịt miệng cái thằng đó nói xấu nhà mình sao rồi tía? Tới số với tao chứ sao. Ủa vậy hả tía? Trời vậy? Ơi bay biết không, tao dạ. Nể tụi bay, nghe tụi bay nể tao luôn. Sao tao nói lên tao gặp đó tao chụp ngực tao hỏi. Chụp liền tía? Dạ. Ê, mày nói tao thấy con dâu tao hả? Đúng, tía hỏi chứ. Nó chối mày. Trời ơi. Tao biết nó chối, tao lùi ra xa, tao bay để tao đá cái bóp. Trời ơi. Trời ơi, tía. Ủa, tía có sao tía? Sao sao? Tía có sao tía? Tao bị nó bay giống tía tao. Sao mày đá tía mày? Tao nó bị đứt gân rồi. Trời ơi, tía đây con bẻ tía. Mày tự mày bẻ tay tao chết luôn hả? Tía là hồi vợ chồng mày giết tao phải không? Dạ đâu có đâu tía. Cười gì? Mày đá tao mày còn cười đó hả? Có đâu, tía nói thì con đá theo thôi chứ con đâu có đá. Tía có sao không tía? Tí không, tao đá nó nghe một cái pop vậy. Rớt xuống nghe một cái bát. Nó rớt cả tía. Sao nữa tía? Tao. Trời ơi, tía ơi, có sao không tía? Tía có gãy chân gì không, mất cái gì không? Tao té xuống cái bà con trồm sớm bu lại. Bu lại tí nó hả tía? Cười tao. Trời ơi. Bởi đó tao tệ hơn vợ đâu. Trời ơi. Tía. Thật là phước bất trùng lai mà quả vô ăn chuối. Ủa là sao tía? Tao chỉ biết nhục thôi mà. Tía cái lá chuối á, tía trầu á, tía đừng có ngậm vô. Thằng dâu quá. Không, tía lên tía ngồi tía. Tía, nó nói xấu nhà mình hả tía? Bởi vì tao mới nhục. Tao mới xấu hổ. Tía. Ui da, đau quá. Sao không tía? Con nói thiệt chứ tía đó. Tía còn thấy nhục, tía xấu hổ, tía mắc cỡ. Làm sao tôi chịu nổi? Bởi vậy. Tao cũng nhục lắm á ngoài. Giờ mày mới biết nhục hả? Con nói thiệt chứ tía. Con phải bỏ cái xứ này con đi, con mới chịu à tía. Tía đợi. Mày định đi đâu? Tôi với Đậu đi lên thành phố sống á tía. Đúng rồi đó tía. Họ không được đâu hai con. Ủa sao vậy tía? Cho tao can đi. Tôi bay lù khù lờ khờ về là hiền lành. Làm sao lên thành phố mà sống được? Trời ơi tía. Chứ thử tía nghĩ coi. Con ở đây con có sống được không? Bước chân ra đường cái nó bu là nó chọc. Tía ra đường nó chọc tía. Con đen ra đường nó chọc con đen. Làm sao con chịu nổi? Con nói thiệt chứ tía, con phải đi tía. Nhưng mà lên thành phố tụi bay sống làm sao? Tôi với thằng Đậu đi làm sống chứ làm sao tía. Làm gì? Bắt chim chép thôi. Trời ơi, bắt chim chép hoài à. Thành phố làm gì có chim chép mà bắt con. Bởi vậy tía. Con thiệt, con phải lên thành phố thôi tía. Con lên thành phố con sẽ làm ăn từ từ. Con làm ăn từ từ. Con sẽ làm giám đốc tía. Hả? Con làm giám đốc tía. Ôi Đậu, mày làm giám đốc với Đậu. Ừ. Tao làm bốc xếp được không mày? Mày, chứ mày khờ quá. Tao làm giám đốc, mày phải làm bà giám đốc, biết không? Tao làm bà giám đốc. Tao với mày sẽ mình sẽ ngồi trên xe hơi. Mày biết xe hơi không? Cái xe hơi có phải là cái xe có bốn đó đâu. Đúng, trời ơi, tao phá cái xe lắm không mày. Tao phá cái xe lắm mày. Nói về tao với mày sẽ mặc đồ đẹp. Đồ đẹp đẹp. Tao với mày bước xuống xe. Nghinh cái mặt lên. Mày nghinh coi. Nó nghinh mặt lên. Để coi nó còn dám nói xấu. Tía nói xấu tao với mày là tệ hơn. Mày nói tệ hơn tao hả? Ừ. Mày nói tệ hơn tao. Mày chịu không? Mày dám đi với tao không? Mày đi thì tao đi, tao chịu chứ. Chịu không? Ừ. Nhưng mà tao mà đi rồi ở nhà ai bắt chem chép cho tí với bà nội à? Ha. Tí ơi, tí làm gì vậy tía? Tao suy nghĩ. Trời ơi, tí suy nghĩ sao giữ con chuối tía. Trời ơi. Suy nghĩ có cái chuyện này nó sao? Tao thấy là không sao đâu. Sao vậy tía? Tụi bay cứ việc đi. Bà nội tụi bay nói đó, đi một ngày đàn học một sàng khôn. Bấy lâu nay đó là tao cưng tụi bay, tao cứ ru rú tụi bay trong nhà hoài. Thấy không? Thành ra tụi bay khù khờ như vậy đó.
nay có dịp tụi bay cứ lên thành phố một chuyến làm ăn có thử ra làm sao. Ý Đen ơi, vậy là tí cho mình đi rồi Đen. Tí cho mình đi rồi. Mình đi nha. Nhưng mà đầu nhưng tiên... mà cái gì nữa, mày sửa soạn lên được đi. Tí nhưng mà đầu tiên đầu tiên tí. Đầu tiên là gì? Nó nói là đầu tiên có nghĩa là tiền đâu á tí. Con nhỏ này nó khôn đột sức. Con nhỏ lớn tao mới thấy nó khôn nữa nha. Tí ơi, bà giữa nó tí ơi. Bậy mày, nó khôn với bà giữa gì? Thôi được rồi, nó lo cho nó, tao lo cho đứng để chờ tao chút đi. Tí vui quá mày, cho mình đi rồi. Ủa tí vui quá. Hay lên thành phố mày đừng ăn hiếp Tăng nha mày. Không đâu, tao thương mày mà, sao Tăng hiếp được. Tao nói cho mày nghe nè, mình sắp là người của thành phố rồi. Mày đừng có kêu tao bằng mày tao nữa, vợ chồng kêu mày tao nghe cười lắm, người ta cười á, cười với mặt tao, cười với mặt mày đó. Cháu mày kêu tao kêu mày bằng cái gì? Bằng anh đi. Bằng anh hả? Ừ, anh. Trời ơi, tao mắc cỡ không mày ơi. Kêu thử đi, kêu đi, tập đi mà, mày không kêu tao hả? Tao không cho mày đi á, tao đi mình. Được rồi, để tao kêu mày. Kêu đi. Anh ơi. Trời ơi, đảo quá. Nhưng mà mày kêu tao bằng cái gì? Tao kêu mày bằng em. Em thử nha, tao mày thử nửa cái nữa nha, nha nha. Em. Anh ơi. Trời ơi, tao mắc cười á. Đó, được rồi đó. Nha, nhớ kêu tao bằng anh nha. Tao biết rồi. Trời ơi, tiếng làm gì lâu dữ. Ủa, tiếng làm gì chẳng lâu vậy ta. Tao nghe tụi bay nói chuyện người ta không dám ra. Sao tía? Tụi bay kêu vậy đâu có ngọt. Vậy chứ kêu sao tía? Đây là tao chỉ cho nè. Dạ. Hai đứa muốn kêu như ngọt hay kêu chè ơi. Nó ngọt dữ lắm. Trời ơi, chè là phải có đường tía. Tụi biết cái này gì không? Cái gì vậy tía? Ngồi xuống ta chỉ cho. Ủa mắng hả tía? Bay. Dạ. Nè tụi bay này lắng tai nghe nè. Dạ. Đi nè. Ủa chú lắc bầu cua hả? Không phải. Chứ có gì vậy? Có nghe gì không? Dạ không. Không nghe, tại nó đặc quá không nghe. Dạ. Đây là coi nè ngon à. Nè, khoan. Có ai không? Có ai hết tiếc, có ba hai ba thằng mình thôi à. Quay, hổng ai, đứa thằng luôn hả? Dạ không có, con quên. Quay được nha. Thôi chó. Tèn. Gì vậy tiếc? Trời ơi, cái gì mà sáng chói đâu ơi. Tèn. Vàng Đen ơi, vàng. Vàng, trời vàng, nhiều quá. Trời ơi, tiếc bụng miệng nó lại đi tiếc. Vàng mà mày la to như vậy, bà con người ta tới người ta coi làm sao mày. Mày im đi, mày la to tao mày. Giả cái mặt, giả cái mặt, đi chơi chơi. Vàng mày la ông xong hết rồi, cướp tiêu đi giết chết hết trơn sao? Có đâu, tí có bỏ mà. Ừ. Dạ. Mày biết từ đâu có không? Dạ không. Mới ban ruộng. Tội sao vậy tí á? Mình có mấy công mà làm ăn thất bát không được. Dạ không. Mình có 400. Ừ. Dạ. Bây giờ tao ban bớt một công để cho cái con Đen này nó đi buôn bán làm ăn với người ta. Ôi. Nhưng mà tí thấy nó khù khờ quá, tí còn cất ở đây nè. Đúng rồi tí. Ừ. Nhưng mà tí à? Gì? Con nói thiệt tí nha. Bây giờ con mới biết á. Biết gì? Tía xấu á. Dạ. Tía có vàng mà tía giấu. Mày ngu quá. Tía cắt chân cháu có gì? Giỏi. Mày thấy nó khôn không? Trời ơi khôn gì tía ơi. Ai dựa nó tía ơi. Thôi đừng có nói bậy con. Dạ. Nghe tía dặn nè. Ra đi cái đường đời nó trông gai hiểm trở. Dạ. Thấy không? Không biết. Hai con phải dựa nhau mà sống với nhau. Dạ. Đó, mày thấy không? Mày thấy không? Mày nghe tía nói không mày? Ủa tía đâu rồi? Tao nè. Mày nghe tía nói không mày? Phải đưa cái lưng cho tao dựa đó mày. Biết rồi, tao đưa mày dựa. Nhưng mà mày phải dựa tao à, mày không dựa được thằng khác rồi nha. Tao biết rồi, mày đưa cái lưng đi tao dựa cho. Rồi nè. Dựa gì đó, đã không? Đã không? Thôi. Đã gì? Kêu hai giấy dũi. Trời tía ơi. Đợi, mày biểu vô coi. Mới khen khôn giờ khùng rồi. Nè. Dạ. 20 chỉ đó, tôi giao là lên thành phố mới làm ăn cho đàng hoàng, nghe không? Đó, 20 khỏe không đó. Tía. Tía đưa hết cho con vậy rồi. Ở nhà tía với bà nội sao? Không sao đâu, tao còn ba con ruộng tao lo cho bà nội mấy được rồi. Con tính không tiện đâu tía ơi. Ừ. Ấy như vậy nha. Tía giữ khoản mình sẽ lo cho bà nội lúc đau yếu đi tía. Ừ, thôi vậy cũng được. Còn con 19 khoản. Con đi làm ăn được rồi tía. Ừ. Đi đi con. Sửa soạn rồi lên đường. Con có gì đâu sửa soạn tía. Hai vợ chồng con nói tía được cái buồn. Có bộ đồ à. Vậy hả? Dạ, không cần sửa soạn gì đâu tía. Nhưng mà một bộ thì cũng lấy vài bộ rách đem theo rồi lên thay đổi chứ không lẽ mặc bộ đồ hoài vậy sao? Ủa tía, lên trên thành phố mình cũng mặc đồ rách được hả tía? Nghe lời tía vô soạn đi con. Chào con sướng quá, chào con lên thành phố sướng quá, chào con lên thành phố sướng. Đừng có nhảy, chào con gái mà nó đưa đi rồi nhảy vậy đó. Đâu? Dạ. Sao vậy tía? Tội nghiệp con hư quá. Tía đừng có khóc mà. Già có mấy đứa tụi bay hủ hỉ. Nay tụi bay đi rồi.
tao cảm thấy nó cu quạnh làm sao. Tía, tía đừng có buồn nữa tía. Con không làm cho tía thất vọng đâu. Con làm giám đốc con mới về tía. Tía xong rồi tía. Đâu, chép mày này đâu. Nó vàng, mày cắt đi. Chồn ở dưới á, để đồ đất lên trên. Không biết rồi tía. Đậu. Dạ. Đen. Gì? Dạ cho gì vậy? Mày hổng à. Ừ. Tía dặn nè, tôi dép còn mới nha. Dạ. Sáng dữ nghe không? Ở trên thành phố đó dở chân lên nó lấy, dở cái chân lên là nó lấy. Vậy hả tía? Ừ. Hai con ơi. Dạ. Đen Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đen Quế Minh ngọn tỏ ngọn lưu, bây 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 giờ con đã hết ngu, con lên thành phố kiếm xu về sai đó. Mày thấy không đậu, con vợ mày nó khôn quá đậu ơi, mặc dù nó đâm hơi. Tía ơi, tía nhìn kỹ cái mặt nó coi bà vừa nó tía. Thôi thôi thôi, hai con nó chuẩn bị lên đường. Con xin tạm biệt tía. Con đậu đậu gì mày? Tao cũng tạm biệt tía, tao đi hả mày? Mày đi với tao mày tạm biệt tía chứ, để tao cầm cho. Con tạm biệt tía, con đi. Đậu tía. Đen tía. Trong giây phút chia tay, con nhìn cha thêm buồn ngôi. Hồi mây cao trên bầu trời xinh sáng soi lòng, con đây xin hứa kiếm thêm mấy trăm cây vàng. Đường dù xa thiên lý, cha nhìn con thêm sôi sục. Cha mong sao trong ngày về con lắc lư ngồi trên xe bốn bánh. Hai ba cùng cười ha.